có hai anh công an hình sự ghé lại chỗ mình gửi xe, vô tình thấy sau lưng có đeo cái còng, cái đầu mình thấy xe hai chiếc Hyundai Thái nha, biển số này. Không có mình hỏi thì sao mà xe Hyundai Thái không mà đi độ uổng gì ha mấy anh? Mấy anh mới nói là ngồi bên Sài Gòn này, không biết bình mấy trăm luôn, mình chắc 200 con khối hay gì, 250 gì vậy, tao bá luôn. Nói anh nói là đồ để có cướp có trộm thì được kịp hay được bắt má chi chi, cái nói gì bỏ gì phải luôn. Hay về xong cái hai anh bỏ đi qua bên quán cơm ăn cơm. Đây còn chiếc thứ hai này, nào đi số. Trời ơi, hai máy chắc đổ cho một chỗ lò gì nè, nhìn mình thân con nè các bạn, không biết bình thân con bao lớn luôn này, 250 khối hay là 150 khối luôn, chà bá bự nhìn thấy hết nè, hai chiếc biển số thì biển số ở thành phố Tân An luôn, không biết biển số phường phố Tân An hay biển số ở đâu mà 62D chín mình nổ thử tiếng máy lên nè, tại hai anh để xe đây luôn, để chìa khóa luôn, má nổ để cái chạy nha. Má tiếng máy nổ thì thôi rồi. Đây một chiếc nữa nghe anh em, quen pha tóc đen, tóc đen này là chiếc đời hai thế mấy không biết, là tóc đen con nhỏ này. Đây, đây. Các bạn coi chuyển số này, trời ơi ghê chưa, xe thì kem sẽ đen luôn, không biết của mấy ông mua ghim từ đó giờ hay là ông bắt vô chọn vậy không? Luôn. Dạ, để chìa khóa đây luôn nha. Không sợ gì hết. Thằng nào chạy cướp thì lấy chiếc ghim đổ cướp. Chành chành từng con ốc luôn á, ốc khô bánh, ốc đầu tươi luôn, nữa không có chân nữa, chành chành. Mọi người có kịp nồi với cái này, không có một dấu đụng luôn, còn xình éo luôn. Tại cái xe này 200 mấy mà không hiểu xài kiểu gì luôn, không có cái sườn này, như ống sườn này. Thấy cái ống sườn này. Dừng nha, chành chành luôn, phải chuẩn. Trong xịt nước bên này hả cha? Xịt rồi đó, rửa đi xong rồi hồi xịt lại.